Việt Nam chế tạo hệ thống nạp đạn tự động trên BMP-1. Các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự Tổng cục Kỹ thuật đã thiết kế chế tạo thành công thiết bị kiểm tra khối điều khiển BU-40 của hệ thống nạp đạn trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Đây là sản phẩm hoàn toàn mới, được áp dụng kỹ thuật vi xử lý hiện đại, có kết cấu gọn nhẹ, thao tác vận hành đơn giản, hoạt động ổn định, tin cậy. BMP-1 là xe bọc thép bánh xích, có tính cơ động cao, được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, giúp quá trình nạp đạn dễ dàng hơn và tốc độ bắn cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, hệ thống nạp đạn tự động hay bị hư hỏng. Việc sửa chữa rất phức tạp, khiến nhiều trường hợp chiến sĩ phải nạp đạn bằng tay, ảnh hưởng không nhỏ đến tính năng kỹ chiến thuật của xe, tốc độ bắn của pháo trên xe vì thế cũng giảm đáng kể. Khối điều khiển BU-40 được ví như bộ não của hệ thống nạp đạn tự động. Vì vậy, trong quá trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống, người thợ luôn phải đặt lên hàng đầu việc kiểm tra chất lượng khối điều khiển BU-40. Khối điều khiển BU-40 có kết cấu rất phức tạp với nhiều phần tử như rơ le, linh kiện bán dẫn. Do vậy, để kiểm tra đánh giá chất lượng khối điều khiển, nếu dùng phương pháp thủ công như hiện nay sẽ phải tháo rời từng bộ phận, mất nhiều thời gian, nhân công mà chất lượng hiệu quả không cao. Thiết bị kiểm tra khối điều khiển BU-40 có kích thước 460x320x120mm, khối lượng 3,5kg, sử dụng nguồn điện 220V, 50Hz và chỉ thị bằng màn hình LCD 2x20. Thiết bị có thể làm việc trong điều kiện nhiệt độ không quá 70 độ C, có khả năng kiểm tra trực tiếp các rơ le, công tắc tơ của khối điều khiển, giúp người thợ sửa chữa không cần phải tháo rời khối điều khiển khỏi xe, không cần tháo từng bộ phận trong khối mà vẫn có thể đánh giá chính xác chất lượng của từng phần tử, giảm đáng kể thời gian, nhân lực trong quá trình kiểm tra và sửa chữa. Sản phẩm có thể trang bị cho các nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp trong toàn quân, phục vụ kiểm tra sửa chữa khối điều khiển BU-40 của hệ thống nạp đạn tự động trên xe BMP-1. Quý vị thính giả thân mến, như đã biết, Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đối với các nước khác trên thế giới dù tính từ góc độ nào. Trong số những công cụ gây ảnh hưởng đó có thể dẫn ra 3 công cụ, chính xác hơn là sức mạnh cơ bản của Mỹ. Trước hết đó là sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Kinh tế của rất nhiều nước trên thế giới có mối quan hệ trực tiếp và chặt chẽ với nền kinh tế của Mỹ. Tiếp theo là hệ thống tài chính Mỹ. Và sau nữa, thứ ba, nước Mỹ có một quân đội được xếp vào loại mạnh nhất trên thế giới. Nước Mỹ dẫn đầu về ngân sách quân sự và dĩ nhiên vì thế nên có ưu thế vượt trội về kỹ thuật quân sự và nhiều ưu thế khác đối trước quân đội nước khác. Trong các bảng xếp hạng khác nhau của nhiều tổ chức khác nhau, các lực lượng vũ trang Mỹ vẫn luôn được xếp ở vị trí hàng đầu. Có thể nhìn một cách khái quát về quân đội Mỹ qua các số liệu cụ thể. Xin được cung cấp một số thông tin để bạn đọc tham khảo. Số liệu được dẫn từ bình luận quân sự của Nga năm 2015 và có đối chiếu với các nguồn khác. Về các số liệu chung, một trong những đặc điểm chủ yếu của các lực lượng vũ trang Mỹ là ngân sách dành cho chúng luôn chiếm kỷ lục trên thế giới. Trong mấy năm trở lại đây, Mỹ đã từng tìm cách cắt giảm ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, theo một số nguồn số liệu thì nước này đang có kế hoạch tăng lại ngân sách quân sự. Trong năm tài chính 2014, đã có 610 tỷ đô la dành cho quốc phòng. Năm 2015, ngân sách có thấp hơn 2014. Tức là, theo một số nguồn thì con số này là 569,3 tỷ đô la. Mặc dù vậy, trong bối cảnh hiện nay thì quy mô ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn bỏ xa các đối thủ bám sát nhất như Nga và Trung Quốc. Đó là về ngân sách. Còn về quân số, theo số liệu của The Military Balance, năm 2014 có 1.492.200 quân nhân phục vụ trong các lực lượng vũ trang của Mỹ. Ngoài ra còn có 14.000 vị trí do các chuyên gia dân sự đảm nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, Lầu Năm Góc có thể huy động lực lượng dự bị với quân số 843.750 người. Công dân Hoa Kỳ có thể gia nhập quân đội từ năm 18 tuổi hoặc từ 17 tuổi nếu được cha mẹ hoặc người bảo hộ cho phép. Độ tuổi tối đa của các ứng cử viên nhập ngũ tùy thuộc vào từng quân binh chủng. Ví dụ, lục quân Mỹ chỉ nhận những người có độ tuổi không quá 35, quân đoàn lính thủy đánh bộ những người không quá 28 tuổi. Với dân số hơn 316 triệu người, số liệu năm 2015, Mỹ có một tiềm lực động viên rất lớn. Theo những số liệu có được, con số những người đủ điều kiện phục vụ trong quân đội của Mỹ là gần 120 triệu người. Thứ hai, lục quân Mỹ, US Army. Tổng quân số của lục quân, tính cả lục quân của lực lượng vệ binh quốc gia là 586.700 người. Ngoài ra lực lượng dự bị cho lục quân là 528.500 người. Như vậy, US Army, tức là lục quân Mỹ, là cơ cấu có quân số đông nhất trong thành phần các lực lượng vũ trang của Mỹ. Quân số và phương tiện kỹ thuật của lục quân được phân bố giữa một số các cơ cấu với các chức năng khác nhau. Chịu trách nhiệm tiến hành trinh sát phục vụ lục quân
có các trung đoàn kỵ binh số 2 và số 3, theo cách gọi truyền thống, 3 lữ đoàn trinh sát, có 5 sư đoàn hạng nặng được trang bị các loại phương tiện kỹ thuật bọc thép, các kiểu khác nhau, pháo tự hành và v.v. Các sư đoàn bộ binh số 2 và số 25 thuộc lớp sư đoàn hạng trung và có biên chế tương thích. Chúng, tức là các sư đoàn số 2 và số 25, có các phương tiện vận tải và hỗ trợ hỏa lực cùng các phương tiện kỹ thuật khác. Còn có một sư đoàn bộ binh hạng nhẹ, bộ đội đổ bộ có các sư đoàn số 82 và 101 và lữ đoàn số 173. Lực lượng thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, đảm bảo trong lục quân Hoa Kỳ là 2 lữ đoàn máy bay lên thẳng, 7 lữ đoàn pháo binh, 5 lữ đoàn công binh, 3 lữ đoàn logistics hậu cần và các phân đội khác. Lục quân vệ binh quốc gia có quân số 20.000 người, số lượng quân nhân dự bị của vệ binh quốc gia là hơn 330.000 người. Vì có chức năng khác nên số lượng các đơn vị, phân đội của lục quân vệ binh quốc gia ít hơn so với các lực lượng vũ trang. Cụ thể, vệ binh quốc gia chỉ có 7 lữ đoàn tăng thiết giáp và 3 lữ đoàn bộ binh hạng nặng, chỉ có 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới hạng trung, còn các lữ đoàn hạng nhẹ có 20 lữ đoàn. Lục quân vệ binh quốc gia còn có 13 lữ đoàn máy bay lên thẳng, 7 lữ đoàn pháo binh, 8 lữ đoàn công binh và nhiều đơn vị cũng như phân đội khác. Lục quân Mỹ có một khối lượng rất lớn các phương tiện kỹ thuật, khí tài quân sự đa dạng về chủng loại. Đến năm 2014, trong các đơn vị của lục quân có 2.338 tăng M1 Abrams đang được khai thác, còn gần 3.500 chiếc M1 Abrams nữa đang được niêm cất và bảo quản. Có 1.928 xe trinh sát các loại, phần lớn trong số đó hơn 1.000 xe là phương tiện kỹ thuật trên khung gầm Stryker. Phương tiện vận tải có 4.559 xe chiến đấu bộ binh M2 và M3 Bradley. Còn khoảng 2.000 chiếc M2 và M3 Bradley đang được bảo quản trong các kho. Loại phương tiện kỹ thuật có số lượng nhiều nhất trong lục quân Mỹ là các xe vận tải bọc thép, có tới 25.209 BTR các kiểu. Mặc dù bị cắt giảm, nhưng các xe vận tải bọc thép này có số lượng nhiều nhất vẫn là M113 các biến thể mới nhất. Tại các đơn vị hiện có gần 5.000 chiếc M113 đang được khai thác, còn 8.000 chiếc nữa đang được niêm cất. Hiện tại thì các dòng xe bọc thép dòng Stryker vẫn đang được tiếp tục đưa vào trang bị. Đến thời điểm này, lục quân Mỹ đã nhận 2.792 chiếc xe loại này. Trong mấy năm trở lại đây, đã có 17.417 chiếc xe bọc thép lớp MRAP được xuất xưởng, trong đó có 5.759 chiếc kiểu MATV. Pháo binh lục quân có 5.899 khẩu pháo các kiểu khác nhau, đó là 969 tổ hợp pháo tự hành M109A6. Còn 500 tổ hợp pháo tự hành nói trên đang được bảo quản. 1.242 khẩu pháo kéo cỡ 105 và 155 ly, 1.205 hệ thống pháo phản lực, bắn giàn các kiểu khác nhau, 2.483 khẩu súng cối, trong đó có cả cối tự hành. Vũ khí chống tăng có 1.512 tổ hợp chống tăng tự hành, đó là 1.379 tổ hợp TOW trên khung gầm xe HMMWV và 133 xe trên khung gầm Stryker. Ngoài ra, các phân đội bộ binh còn được trang bị các tổ hợp tên lửa chống tăng phát vai Javelin. Để đổ bộ thì US Army có thể sử dụng 45 tàu đổ bộ kiểu LCU-1600 và LCU-2000. Ngoài ra, còn có 8 tàu nhỏ kiểu Frank Besson và 73 chiếc kiểu LCM-8. Trong biên chế tổ chức của lục quân Hoa Kỳ, có các phân đội không quân. Các phân đội này có 61 máy bay trinh sát với các thiết bị chụp ảnh, thiết bị trinh sát vô tuyến kỹ thuật. Lục quân Mỹ cũng có 160 máy bay vận tải các loại. Thành phần chủ yếu của không quân lục quân là các phân đội được trang bị máy bay lên thẳng, có tổng cộng 737 máy bay lên thẳng tiến công AH-64DE APEC, 356 chiếc máy bay lên thẳng đa năng OH-58D Kiowa Warrior, 90 chiếc máy bay lên thẳng trinh sát OH-58AC Kiowa, 126 chiếc máy bay lên thẳng đa năng HH-60. Không quân lục quân Mỹ còn có 2.787 máy bay lên thẳng vận tải các kiểu khác nhau, trong đó có 397 chiếc máy bay lên thẳng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook nhiều biến thể khác nhau. Các máy bay dùng phục vụ công tác huấn luyện là 154 máy bay lên thẳng TH-154 Creek. Các phân đội không quân của lục quân cũng khai thác 323 máy bay không người lái UAV. Loại UAV có số lượng nhiều nhất là RQ-7A Shadow, 236 chiếc. Bộ đội phòng không lục quân có trang bị khoảng 1.300 đơn vị chiếc tổ hợp vũ khí phòng không, đó là 816 tổ hợp tự hành, 703 tổ hợp Phim 92A Avenger, 95 tổ hợp M6 Linebacker và 18 tổ hợp THAAD. Ngoài ra còn có 480 tổ hợp xe kéo M104 Patriot nhiều biến thể. Một số phân đội bộ binh được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Phim 92 Stinger.
3. Hải quân Mỹ, US Navy. Về quân số, Hải quân Mỹ có 322.700 quân nhân, lực lượng dự bị là 100.750 người. Tất cả các phân đội đơn vị hải quân nằm trong thành phần 2, hạm đội lớn, có các căn cứ trên bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ. Ngoài ra còn có 5 hạm đội, chịu trách nhiệm về các khu vực khác nhau trên các đại dương. Trong thành phần của tất cả các binh đoàn US Navy Hải quân Mỹ, có 72 tàu ngầm và 107 tàu chiến. Trong trang bị của US Navy, có 14 tàu ngầm dự án Ohio, mang 24 tên lửa đạn đạo UGM-133 Trident II mỗi chiếc. Ngoài ra, các tàu ngầm này còn được trang bị các thiết bị phóng ngư lôi. Các tàu ngầm kiểu Ohio hiện nay là phương tiện tấn công duy nhất của thành phần hải quân trong lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ. 4 chiếc tàu ngầm kiểu Ohio trước đây trang bị tên lửa đạn đạo đã được sửa chữa và cải hoán để mang tên lửa có cánh hành trình Tomahawk LACM. Sau hiện đại hóa, mỗi tàu ngầm trên mang đến 154 tên lửa. Nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt các tàu và các mục tiêu trên mặt đất của đối phương cũng được giao cho 30 tàu ngầm đa năng kiểu Los Angeles với hai biến thể. Có 10 tàu ngầm nguyên tử đa năng dự án Virginia. Loại vũ khí chủ yếu của các tàu ngầm kiểu Los Angeles và Virginia là các tên lửa LACM. Hiện US Navy vẫn còn một số tàu ngầm nguyên tử phóng lôi. Đấy là 11 chiếc tàu ngầm kiểu Los Angeles, biến thể đầu tiên chỉ được trang bị ngư lôi, và 8 tàu ngầm kiểu Sea Wolf. Các tàu ngầm kiểu Sea Wolf có thể sử dụng cả ngư lôi lẫn các tên lửa được phóng bằng các thiết bị phóng lôi. Lực lượng tấn công chủ yếu của Hải quân Mỹ là 10 tàu sân bay kiểu Nimitz. Mỗi chiếc Nimitz mang nhiều loại vũ khí phòng không và vài chục máy bay và máy bay lên thẳng. Phương tiện tấn công chủ yếu của các tàu sân bay này là các máy bay tiêm kích ném bom FA-18 Hornet. Mỗi tàu sân bay Nimitz mang đến 50-60 máy bay. 4 chiếc tàu ngầm kiểu Ohio trước đây trang bị tên lửa đạn đạo đã được sửa chữa và cải hoán để mang tên lửa có cánh hành trình Tomahawk LACM. Hiện đại hóa, sau mỗi tàu ngầm trên mang đến 154 tên lửa. Nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt các tàu và các mục tiêu trên mặt đất của đối phương cũng được giao cho 30 tàu ngầm đa năng kiểu Los Angeles với hai biến thể. Có 10 tàu ngầm nguyên tử đa năng dự án Virginia, loại vũ khí chủ yếu của các tàu ngầm kiểu Los Angeles và Virginia là các tên lửa LACM. Hiện, US Navy vẫn còn một số tàu ngầm nguyên tử phóng lôi. Đây là 11 chiếc tàu ngầm kiểu Los Angeles biến thể đầu tiên, chỉ được trang bị ngư lôi và 8 tàu ngầm kiểu Sea Wolf. Các tàu ngầm kiểu Sea Wolf có thể sử dụng cả ngư lôi lẫn các tên lửa được phóng bằng các thiết bị phóng lôi. Lực lượng tấn công chủ yếu của Hải quân Mỹ là 10 tàu sân bay kiểu Nimitz. Mỗi chiếc Nimitz mang nhiều loại vũ khí phòng không và vài chục máy bay và máy bay lên thẳng. Phương tiện tấn công chủ yếu của các tàu sân bay này là các máy bay tiêm kích ném bom FA-18 Hornet. Mỗi tàu sân bay Nimitz mang đến 50-60 máy bay. Loại tàu có số lượng nhiều nhất của US Navy là các tàu khu trục lớp Arleigh với 62 chiếc. Hiện nay trong trang bị có các tàu khu trục nhiều biến thể khác nhau, được trang bị các loại vũ khí và khí tài khác nhau. Loại vũ khí chính của các tàu khu trục này, một tổ hợp phóng thẳng đứng MK-41 như tổ hợp trên các tàu tuần dương Ticonderoga. Trong trang bị Hải quân Mỹ có 10 kinh hạm dự án Oliver Hazard Perry mang vũ khí phòng không, pháo và ngư lôi. Ngoài ra, trong mấy năm trở lại đây đến năm 2015, Mỹ cũng đã đóng 3 tàu lớp Littoral Combat Ship, 2 chiếc được đóng theo dự án mang tên Independence, 1 chiếc theo dự án Freedom. Để thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu, US Navy có 55 tàu và tàu nhỏ các kiểu khác nhau. US Navy cũng có 13 tàu quét mình kiểu Avenger, 245 tàu đổ bộ cỡ nhỏ và 71 tàu đảm bảo. Để vận chuyển và đổ bộ lính thủy đánh bộ lên bờ, có 30 tàu đổ bộ các kiểu khác nhau, trong đó có một tàu dự án Tarawa và 8 tàu kiểu San Antonio. Một thành phần rất quan trọng của Hải quân Hoa Kỳ là không quân hải quân. Trong cơ cấu này của Hải quân có tới 98.700 quân nhân phục vụ. Tất cả có 10 không đoàn, mỗi không đoàn có trung bình 8 phi đội, có các đơn vị máy bay tấn công, trinh sát và tác chiến điện tử, các phi đội chống ngầm và v.v. Không quân Hải quân Mỹ có tổng cộng 1.089 máy bay các kiểu. Loại có số lượng nhiều nhất là các máy bay tiêm kích ném bom cất hạ cánh trên tàu với 823 chiếc. Đại bộ phận trong số đó là các máy bay FA-18 Hornet, các biến thể khác nhau. Hải quân Mỹ cũng đã bắt đầu tiếp nhận các máy bay F-35C Lightning II. Loại máy bay có số lượng lớn thứ hai là các máy bay chống ngầm, tổng cộng có 151 chiếc. Đấy là 140 máy bay P-3C Orion và 18 chiếc B-8A Poseidon. Loại số lượng lớn thứ ba, các máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler và EA-18G Crawler có 115 chiếc. Hải quân Mỹ còn có 69 máy bay radar phát hiện từ xa E-2CD Hawkeye.
11 chiếc máy bay trinh sát vô tuyến kỹ thuật EP-3E Aries 2, 2 chiếc máy bay trinh sát RC-12FM Hurong, 68 máy bay vận tải, 640 máy bay huấn luyện nhiều kiểu khác nhau. Kiểu máy bay lên thẳng đa năng chủ yếu của US Navy và MH-60 với 495 chiếc với 3 biến thể. Có 28 chiếc máy bay lên thẳng MH-53E Sea Dragon, 3 chiếc OH-58C Kiowa, 11 chiếc HH-60H Seahawk, 13 chiếc máy bay lên thẳng vận tải và 120 chiếc máy bay lên thẳng huấn luyện các kiểu khác nhau. Không quân Hải quân Mỹ có trong trang bị 60 máy bay không người lái, đang tiếp tục nhận máy bay không người lái MQ-8BC 21 chiếc, đã nhận 4 chiếc RQ-4A Global Hawk để thử nghiệm. Đặc nhiệm Mỹ, từ chiến tranh Việt Nam đến chiến dịch tiêu diệt Bin Laden phần 2. Khi chiến tranh kết thúc, Lầu Năm Góc đã ngừng hoạt động các đơn vị này và chỉ sử dụng khi tham gia chiến tranh Triều Tiên. Đơn vị này lại tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bí mật trên toàn cầu trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. CIA đã tạo ra một mạng lưới các công ty, bao gồm cả các công ty nổi tiếng như Air America, để thực hiện những nhiệm vụ tương tự như thế. Khi cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam bước vào giai đoạn gay cấn, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. Để hỗ trợ các hoạt động đặc biệt, các hoạt động bí mật để Mỹ có thể bác bỏ mọi sự liên quan ở Việt Nam, Lào và Campuchia, Lầu Năm Góc đã vội vã thành lập các đơn vị không quân bí mật mới. Năm 1964, những người đứng đầu quân đội Mỹ ở Việt Nam đã lập ra một đơn vị thực hiện toàn bộ các hoạt động tối mật với tên gọi Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự, Nghiên cứu và Quan sát Việt Nam. Cho dù các đơn vị thực hiện các hoạt động thông thường và các hoạt động đặc biệt đã hợp tác với Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự, Nghiên cứu và Quan sát Việt Nam, MACV-SOG, Đội Nghiên cứu Không quân OPS-36 mới là đơn vị có nhiệm vụ tập kích các cơ quan và rải truyền đơn ở miền Bắc Việt Nam và Lào, cũng như thả dù quân tiếp viện xuống cho các đơn vị trên mặt đất. Đội bay đầu tiên ở Nha Trang có 6 máy bay C-123 Provider đặc biệt với 2 động cơ cải tiến, được trang bị các thiết bị liên lạc và hàng hải đặc biệt để giúp che giấu sự tham gia của Mỹ trong các hoạt động này. Quân lính Mỹ đã huấn luyện cho các phi đoàn Đài Loan và Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ bay thực tế. Các máy bay C-1243 không phổ biến trong các nhiệm vụ yêu cầu cao này. Khả năng chịu tải, phạm vi hoạt động và việc không có khả năng bay trong thời tiết khắc nghiệt đã cản trở các hoạt động trên không một cách nghiêm trọng. Sau khi sử dụng các máy bay trực thăng tầm ngắn hơn, năm 1965, Lầu Năm Góc đã phê chuẩn các kế hoạch chuyển đổi các máy bay C-130E 4 động cơ để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt ở Việt Nam và ở bất kỳ nơi nào. Những máy bay này là tiên phong của chiến đấu cơ MC-130E Combat Talon đến Nha Trang năm 1966, và ở đây chúng đã tham gia vào phi đội thực hiện các hoạt động đặc biệt số 15. Trong một thời gian, cả phi đội số 15 và đội bay số 1 đã hoạt động cùng nhau. MACV-SOG đã sử dụng tên biệt hiệu là Heavy Chain để thực hiện các nhiệm vụ này. Các máy bay trực thăng UH-1, CH-3 và CH-53 của Không quân và Lục quân cùng với Air America và các công ty tư nhân khác làm việc cho CIA cũng hỗ trợ cho MACV-SOG và các đơn vị bí mật khác trong khu vực. Nhưng thông qua chiến tranh Việt Nam, các hoạt động tác chiến phi thông thường đã bị triệt tiêu với sự pha trộn liên tục của tư duy quân sự truyền thống. Không quân Mỹ đã phàn nàn trong một bài viết về các hoạt động đặc biệt sau chiến tranh. Do đó, dù cho đã thực hiện các hoạt động này, khi Lầu Năm Góc đã quyết định khởi xướng chiến dịch Operation Ivory Coast vào năm 1970, một cuộc đột kích lớn vào trại giam Sơn Tây ở miền Bắc Việt Nam được biết đến với sự kiện vụ tập kích thất bại. Nhằm cứu các phi công Mỹ bị bắt làm tù binh, các quan chức Mỹ đã phải tạo ra một đội đặc nhiệm tạm thời. Quá trình này lặp lại gần một thập kỷ sau đó với chiến dịch Móng Vuốt Đại Bàng, một nỗ lực giải cứu con tin Mỹ ở Iran, những người đã bị cuốn vào cuộc cách mạng của nước này. Cuộc khủng hoảng đáng xấu hổ này khiến 8 người Mỹ thiệt mạng ở một nơi hẻo lánh mang tên là Desert One đã kích động sự truy tìm ở Washington và tăng cường ủng hộ phát triển một số các đơn vị tác chiến đặc nhiệm để đối phó với các cuộc khủng hoảng. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chiến tranh chống ma túy và các cuộc nổi dậy đã góp phần tạo nên quyết định thành lập lực lượng Delta Force của Mỹ vào năm 1979, và Hải quân Mỹ cũng thành lập SEAL Team 6 vào năm sau đó. Điều này lại thúc đẩy quân đội Mỹ thành lập thêm các đơn vị không quân bí mật để hỗ trợ các lực lượng này. Đáng chú ý nhất trong số đó chính là đơn vị thực hiện các hoạt động đặc biệt chung của CIA và lục quân có biệt danh là Sea Spray. Được cho là sở hữu phi đội máy bay trực thăng Hughes 500, Cessna Grand Caravan và máy bay Beechcraft King Air, cơ quan này đã có khá nhiều kinh nghiệm trong hoạt động các máy bay trực thăng đặc biệt trong các nhiệm vụ tối mật,
trong đó có việc tạo ra hai chiếc Hughes 500B siêu thanh tầm xa và hoạt động tầm xa vào ban đêm trong một dự án nghe lén đường dây điện thoại ở miền Bắc Việt Nam. Đội quân này đã thực hiện các nhiệm vụ bí mật từ Trung Đông đến Mỹ Latin, thường hợp tác với Delta Force, SEAL Team 6 và lực lượng hoạt động hỗ trợ tình báo của quân đội Mỹ. Các nhà chức trách ở Washington cuối cùng cũng quyết định phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan tình báo với quân đội và trao cho quân đội toàn quyền kiểm soát đơn vị này. Sau này đơn vị này được đổi tên thành đội ý niệm bay. Lực lượng này đã tiếp tục hoạt động kể từ đó đến nay, che giấu các hoạt động trong một thời gian dưới cái tên là Quasar Talent. Cho dù không có biên bản chính thức, nhưng có thể không quân Mỹ đã thành lập ra đội số 427 và đội số 66 sau khi đơn vị đặc biệt Sea Spray trở về dưới quyền kiểm soát của quân đội. Đây có thể coi là một phần trong chiến lược tăng cường khả năng hàng không của Lầu Năm Góc. Nhưng cũng không có nhiều nghi ngờ về việc những phi công trong đội thực hiện các hoạt động đặc biệt này luôn luôn bận rộn làm việc kể từ những năm 1990, cho dù phải mất một vài thế kỷ nữa, những thông tin về các hoạt động này mới được đưa ra ánh sáng. Vào tháng 12 năm 2001, quan chức Nga đã bắt giữ một nhóm các công ty làm việc cho lục quân Mỹ, theo báo cáo là làm việc cho đội ý niệm bay và CIA ở thành phố phía đông Petropavlovsk. Nhóm này đã cố lén lút mua máy bay trực thăng Mi-17 để thực hiện các chiến dịch ở Afghanistan. Gần một thập kỷ sau đó, lại diễn ra cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden ở Pakistan. Cho dù các thành viên của Trung đoàn Không quân hoạt động đặc biệt số 160 tinh nhuệ của lục quân được cho là sử dụng máy bay tàng hình, đây chính xác là loại máy bay có thể được nhìn thấy tại AVTEC hoặc đội ý niệm bay. Cũng có vấn đề với những máy bay trực thăng Sikorsky S-92 hoạt động ở miền Bắc Syria xuất hiện trên truyền thông. Trong hơn một năm, nhiều máy bay bí ẩn đã xuất hiện lần đầu tiên ở một căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Djibouti, sau đó là căn cứ Erbil ở miền Bắc Iraq và cuối cùng là ở Kobani, Syria. Hiện nay không ai biết đơn vị nào đang sở hữu những chiếc máy bay này vì không có dấu hiệu quốc gia, nhưng chúng có thể là của các đơn vị chính phủ Mỹ hoặc nước nào đó trong khu vực. Theo thông tin công khai, Lầu Năm Góc không vận hành máy bay S-92, nhưng loại máy bay không đúng tiêu chuẩn, không có trong sách vở này, có thể là do AVTEC hoặc các đơn vị không quân bí mật khác cung cấp cho các hoạt động tối mật. Người ta không biết chắc toàn bộ về các đội đặc nhiệm hoạt động bí mật này, nên có thể sẽ phải đợi một sự xuất hiện khác thông qua FOIA để biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn, hy vọng đó không phải là một tai nạn nào khác trong khi đang hoạt động. Việt Nam được đưa vào khu vực có khả năng bùng nổ đại chiến thế giới thứ ba vào năm 2018. Các chuyên gia Thụy Điển thuộc tờ báo Aftonbladet sau khi phân tích các nguyên nhân có thể dẫn tới một cuộc đại chiến thế giới mới vào năm sau đã đưa ra 5 địa điểm trên hành tinh này, nơi có thể bùng nổ những xung đột đầu tiên. Nghiên cứu này của tờ báo được đưa ra sau lời tuyên bố của thượng nghị sĩ Bob Corker rằng Donald Trump có khả năng dẫn dắt Hoa Kỳ theo con đường dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, trang mạng Reuters đưa tin. Bắc Triều Tiên. Vùng bùng nổ đầu tiên đương nhiên là Bắc Triều Tiên, quốc gia liên tục tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khiến cho Mỹ vô cùng tức tối. Người Mỹ lo sợ rằng vũ khí mới của Kim Jong-un có thể tấn công Guam hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ. Biển Đông. Theo các nhà khoa học Thụy Điển, biển Nam Hoa, biển Đông là vùng căng thẳng thứ hai trên thế giới. Khu vực này tập trung số lượng lớn vũ khí. Nguyên nhân của xung đột có thể là hàng chục hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia và Philippines. Khoảng 50% trong số đó nằm dưới sự kiểm soát của các quốc gia này. Trong số đó, quả táo của mối bất hòa là quần đảo Trường Sa, lãnh thổ mà cùng lúc Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều tuyên bố là của mình. Kể từ đầu năm 2014, Trung Quốc đã tiến hành nạo vét lòng biển, phá rạn san hô và chuẩn bị xây căn cứ quân sự trên đó, dẫn đến gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ. Biên giới Ấn Độ và Pakistan. Một điểm nóng nữa của thế giới là vùng biên giới Ấn Độ và Pakistan, nơi đã xảy ra vài cuộc chiến tranh để giành tỉnh Kashmir, khu tranh chấp phía Bắc. Đồng thời, cả hai quốc gia này đều sở hữu vũ khí hạt nhân, không dưới 100 đầu đạn nguyên tử. Theo các chuyên gia, hoàn toàn có thể hình dung ra một kịch bản chiến tranh hạt nhân bắt đầu từ đây. Biên giới Trung Quốc và Ấn Độ. Các chuyên gia cho rằng, còn một vùng căng thẳng nữa là biên giới Trung Quốc và Ấn Độ. Những bất đồng tại khu vực này được tích lũy trong một thời gian dài, nhưng cho đến nay, bầu khí quyển vẫn đang tương đối bình yên. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi khi quan hệ giữa Trung Quốc và Pakistan ấm dần lên.
các nước vùng Baltic. Điểm nóng thứ 5 của đại chiến thế giới thứ 3 được các chuyên gia coi là các quốc gia vùng Baltic. Họ cho rằng chính ở đây tồn tại một trong những mối nguy lớn nhất, tham vọng ngày càng cao của Nga đối với châu Âu. Giới châu Âu lo ngại về một cuộc đối đầu mới khi nhớ lại sự kiện năm 2014 ở Crimea. Đặc biệt lo lắng là chính quyền các quốc gia vùng Baltic vì khu vực này có thể nằm đúng trên đường chiến tuyến giữa Đông và Tây. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.